Chuyên mục Lời Chúa mỗi ngày, ngày 2 tháng 6, thứ 6 tuần 8 thường niên. Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Marco. Khi nghe dân chúng hoan hô, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem lên đền thờ. Và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự và lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bethania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đằng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng, cho đến muôn đời sẽ không ai còn ăn trái của mi nữa. Và các môn đệ đã nghe Người nói. Các ngài đến Jerusalem, và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chiên câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ, nào chẳng đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Điều đó đến tai các trưởng tế và lực sĩ. Họ liền tìm cách giết Người vì họ sợ Người và tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều đến, Người ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng, lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi. Chúa Giêsu đáp, hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia, hãy dời đi và gieo mình xuống biển, mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì Thầy bảo thật các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Suy niệm đền thờ tâm hồn. Trích mỗi ngày một niềm vui. Thiên Chúa là tình yêu, nên nơi Ngài ở không thể có đố kỵ, hận thù, oán ghét. Thiên Chúa là sự thánh thiện, nên nơi Ngài ở không có thể có dâm bôn, chè chén, tục tằn. Thiên Chúa là sự thật, nên nơi Ngài không có thể có gian manh, lừa lọc, tham lam và trộm cắp. Chính vì không muốn để cho con người biến đền thờ Thiên Chúa thành hang trộm cướp, mà theo luật trình Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tẩy uế đền thờ. Ngài đuổi những kẻ buôn bán, lật bàn của những kẻ đổi bạc và xô ghế của những người bán bồ câu. Ngài bảo, nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện của các dân tộc, thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Ngày nay, có những ngôi thánh đường vì hậu quả của chiến tranh hay vì lý do này lý do khác đã trở nên hoang tàn, không còn được dùng làm nơi thờ phượng nữa. Cũng có những ngôi thánh đường nguy nga đồ sộ, nhưng chẳng ai đến dự lễ cầu kinh nữa, mà chỉ để cho du khách đến tham quan như một di tích lịch sử, một kiến trúc nghệ thuật. Bên cạnh đó, tại những miền quê hẻo lánh, có những tín hữu nghèo muốn dựng lên một nhà nguyện đơn sơ để làm nơi đọc kinh cầu nguyện chung với nhau mà không sao làm được. Tuy nhiên, có một điều mà không mấy người tín hữu nghĩ tới, đó là chính tâm hồn của mỗi người là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Thật thế, nhờ bí tích rửa tội, tâm hồn người tín hữu đã trở thành đền thờ nơi Thiên Chúa ngự trị. Nhưng thay vì ý thức sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong tâm hồn để sống thân tình với Ngài, chúng ta lại đưa vào đó biết bao chuyện gian tham, lọc lừa, trộm cắp,
mưu mô, hận thù, ghen ghét. Chúa Giêsu có lý do để khiển trách chúng ta, như Ngài đã phẫn nộ với những kẻ buôn bán trong đền thờ ngày xưa. Nhà ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cắp. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, gian tham, lọc lừa, kiêu căng và ích kỷ, để tâm hồn chúng ta mãi mãi là đền thờ của Thiên Chúa. Và nhờ thế, Thiên Chúa sẽ mãi mãi ở với chúng ta từ hôm nay cho đến muôn đời. Amen.